ta ngồi lại và ngẫm nghĩ. Vì một điều gì đó trong cuộc đời, và cũng có lúc trong ta như tuyệt vọng vì tình yêu hay vì rất nhiều điều. Cũng giống thế nhưng trong tôi sao lạ lắm. Nắng mưa thì lấy cây dù che lên mà đi, rồi mọi chuyện đều nhẹ nhàng lắm. Vì mình chẳng cần phải nghĩ suy nhiều làm chi. Oh la la, oh la la, cười to ra, to ra, sẽ thật hơn khi chúng ta cứ lo lắng. Cứ mộng mơ, cứ thở ơ, và cứ nhận nhớ, dù có sống có dầm bay bao trùm. Vì đó là tôi, luôn cảm thấy hạnh phúc, luôn cảm thấy đầy đủ, và tình yêu tràn trề. Vì sao lại đau, vì sao lại không vui, ngày tháng đang nhanh trôi. Chị vô mua. Mua gì á? Dạ mua đồ cũ. Mua đồ cũ hả? Dạ. Ủa ê. Tôi thấy à. Thấy cái này mới quá mà bán gì vậy? Dạ chị ngồi đi, À. Mới. Cái hàng này là ở trong nhà em xài rồi, là cũ rồi, không cũ. Có mới đâu. Trời mới quá nè, bán gì trời? Không có mới, cũ rồi. Vậy mà bán sao? Tốt lắm. Người tiền đâu mua cho nổi trời ơi. Không, em bán rẻ lắm. Chị mua đi, chị chọn hả? Đi. Dạ. Rồi dạ, em bán rẻ. Bây giờ chị lựa đi. Chị thích cái nào em cho chị luôn. Thích rồi cho luôn. Chị thích không? Chị thích cái nào vậy? Ê, đó nghe trưa nắng bị chập dây hay gì trời nội. Nè, cái này là cậu đem ra ngoài cậu bán, đằng cậu kiếm tiền. Mà tự nhiên cậu nói tôi thích cái nào cậu cho tôi luôn. Sao không, cậu em, có tiền? Em cho giống như là em tích đức vậy đó, tích cái đức để cái đức cho em. Tích cái đức đó hả? Dạ. À, nó nghe vậy chắc từ đó giờ tích cái đức cũng nhiều lắm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ em người tốt mà chị, người tâm em tốt lắm. Vậy bây giờ tích thêm cái đức nó bự bự thêm chút nữa nha. À, là sao chị? Cho hết nguyên đống này đi. Cho hết luôn hả? Được không? Trời, bây giờ em gọi điện thoại em kêu xe tải tới chở cho chị luôn. Trời tới ơi. Nhà luôn. Thôi. Trời đất ơi, tôi nói giỡn cho nội. Giỡn gì? Nó giỡn. Khùng không quá. Em cho thiệt. Trời ơi khùng quá, cho thì tôi cũng không dám lấy nữa. Nè, có quen biết gì đâu mà lấy. Đây, từ nè. Cái này cắm điện đúng không? Đúng rồi. Rồi, tôi lấy cái này. Chị lấy đi. Cái này nha. Rồi nhiêu tiền? Không. Hả? Nãy giờ em nói chị không hiểu, em cho. Em không có lấy tiền. Không, tôi mua bán đàng hoàng lắm, nhiêu tiền nói tôi trả đàng hoàng chứ nếu không lấy tiền tôi. Thì bây giờ là phải nói tiền chị mới lấy đúng không? Ừ, nếu không thì tôi không lấy đâu. Nhiêu tiền? 2.000. 2.000 đồng luôn. Mắc quá hả? 2.000. Gì để vậy? Bây giờ chị mua không? Không mua là em đổi ý, em nói cái giá khác là chị mua không nổi đâu. 2.000 là nguyên cái ấm này, là nguyên cái nắp. Nguyên cái ấm này luôn á. Nguyên cái ấm luôn. Đúng rồi. Vậy 2.000. Chắc nha, chứ tôi trả một lần rồi tôi không có trả lại đâu á. Chị nói một lần nữa. Thôi giờ em đổi ý, em không bán 2.000. Thôi rồi, chứ bán nhiêu? 1.000. 1.000 đúng hả? Giận bán 1.000 hả? Thôi đừng có giận. Giờ tôi không có 1.000. Thôi bây giờ lấy 2.000 đi. Cái tôi lấy 2 cái ấm nữa nha. Dạ. Được không? Dạ được. Rồi. Chị lấy cái này luôn đúng không? Cái ấm điện với cái ấm lửa là được rồi. Rồi chị cảm ơn nha. Mà thôi khoan. Không mấy chị lấy hết giùm em đi. Dạ lấy hết, tôi không có tiền đâu, tôi trả ông ơi. Lấy hết đi rồi. Em bán rẻ thôi, không có mắc đâu. Không, em cho chị luôn á, chị đem về giùm em cái đi. Khoan. Bây giờ đem về nhà anh chật nhà bực bội lắm. Khoan, từ nha. Này mua đồ để đây nha. Hả? Từ. Ê. Dừng hình lại chút coi. Sao? Nhìn thấy quen lắm rồi.
Quen hả? Quen. Không, mới gặp lần đầu à? Không, tôi thấy quen lắm. Bồ con Thúy Tửng, đúng không? Thúy Tửng. Cậu là bồ con Thúy Tửng đúng không? Nó ở cái nhà lầu sang sang vào vào bên kia kìa, đúng không? Có đâu. Trời đất ơi, y chang luôn nè. Tôi nói hả, nó cũng lấy đồ mới, nó đẹp mà nó bán. Nó hồi cái nó cho hết luôn. Mà đâu phải đồ của nó đâu, đồ của nhà chủ. Mà nó ảo tưởng, nó tưởng là đồ của nó. Chủ chửi nó một tăng te tua rượt chạy vòng vòng vui lắm. Bạn nó đúng không? Không, em không có đồ của em chứ không phải đồ chủ đâu. Là biết liền rồi. Ê, nó nghe cậu với con Thúy Tửng là đứa nào ra trước, đứa nào ra sau ạ? Ở đâu ra? Ở bệnh viện á. Ở bệnh gì đâu mà ra trời. Ủa vậy không có ơi, xin lỗi. Tại thấy giống nó quá à. Ê, gì nó, ý gì nó em khùng hả? Em không có khùng đâu. Với lại em bán cái này á là để em nhớ lại cái kỷ niệm ngày xưa của em. Chưa làm gì? Ngày xưa em chơi bán đồ hà. Ê, tôi cũng có chơi nè. Ngày xưa em quyền quý cao xa. Biết ngày rồi. Em chính em ngày xưa đó. Sao? Chơi bán đồ hàng trong cái nhà thiệt là sáng. Bồ con Thúy Tửng. Không có tửng, em bình thường. Thôi, công nhận đi, chị thông cái cảm tâm với người tốt, vậy lắm. Cái tâm tốt. Lấy hết giùm em đi. Lấy hết giùm em đi. Thôi, không có lấy tiền đâu mà lấy. Muốn lấy tiền đúng không? Ừ. Thôi bây giờ 10 ngàn thôi. Lấy hết giùm em đi. 10 ngàn hết cái đống này? Đúng rồi. Hết cái đống này 10 ngàn? 10 ngàn thôi. 10 ngàn sổ luôn, 10 ngàn sổ luôn. Sổ luôn chị ơi. Chỉ 10 ngàn thôi chị ơi. Mua giùm em đi. Lấy hết giùm em đi. Trời đất ơi, 10 ngàn nguyên đống này là sao mà ai tôi tin được trời ơi. Trời ơi, lấy... Ê, bán gì vậy? Nè, bán đồ cũ mà nguyên hết cái đống này mão hết luôn có 10 ngàn đồng bạc. Ghê chưa? Đây nè, tôi mua cái này có 2 ngàn 2 cái nè, bà tin không? Đó. Bán nó cho chị đi. Ừ, bán cho bà kìa. Bán 10 ngàn rẻ đó. Không có bán cho bà. Gì vậy? Mới giao mà. Chú. Thấy không, nhỏ này còn nghe rõ là mới ra có 10 ngàn đúng không? Bà, sao giờ không bán? Tôi chỉ bán cho cái chị này thôi. Mới 10 ngàn. Mặt chị thánh thiện em mới bán rẻ. Còn mặt bà này thấy ác quá em không bán. Gì kìa vậy? Bộ cái mặt của bác có người chỉ ác vậy hả? Có đâu. Tôi không có bán cho mấy người già. Ê, vậy nhỏ để trẻ nè, nhỏ để trẻ nè. Nè, bán nó đi. Không có bán cho mấy cái người mà trẻ hơn chị này. Ủa, bán tầm chị này tôi mới bán rẻ thôi. Ê, mày bán đồ hay là mày muốn nghe chửi mày? Mày vô phải thôi nha, nãy giờ tao nói chuyện đàng hoàng á. Mày nói mày bán đồ 10 ngàn, tao lại tao hỏi tao mua. Mày làm gì mày chơi tao ác rồi bây giờ mày nói cháu tao là trẻ rồi mày bán cho bà đó. Tôi không thích bán cho bà. Ê mày, bây giờ mày có bán tao cũng thích mua nữa mày. Ê rồi rồi, chị xin lỗi. Mày bán mày nói 10 ngàn rồi tao hỏi 10 ngàn thì mày tao mua. Mày nói 10 ngàn thì tao nói 10 ngàn. 10 ngàn bán cho bà đi. Bán cho bà. 10 ngàn bán cho bà đi cưng. Giờ mua cái gì tôi bán nè. Bây giờ mày nói là bán cái gì 10 ngàn. Đó. Nè. Cục đá 10 ngàn. Cục đá tôi đập vô bà quá. Rồi chị nghĩ sao đá tới 10 ngàn mày. Dạ. Giỡn mặt tao hả mày. Dạ thôi chị xin lỗi chị. Bà nghĩ sao mấy cái đồ này 10 ngàn? Mày ra 10 ngàn tao mới nói 10 ngàn. 10 ngàn bán cho bà này. Cái mày bán cho bà. Rồi hiểu rồi, hiểu vấn đề rồi đó, rồi đây xong. Xong. Chị thừa biết là trưa. Dạ chị nghe. Dạ. Dạ rồi, dạ chào chị. Dạ. Dạ, cảm ơn. Biết khùng. Ừ, nó nghe nè. Bả chấp biết khùng á. Đúng rồi. Tâm cái tâm em đúng tốt rồi, lắm. Đúng rồi, nó nghe nè. Nó nghe nè, bồ của Thúy Tửng. Mặc dù là cái tâm mình tốt, phải không? Nhưng mà ví dụ như mình lỡ người ta nóng giận lên á thì cũng là chiều ý người ta một chút. Chứ nếu không bả buồn buồn á, bả cầm cái cục gạch đó, bả sáng vô đây một cái đó là mình phải trở vô bệnh viện liền đó, là mình phải mất công mình uống thuốc nữa đó, là mình phải tốn tiền của ba mẹ mình nữa đó. Có đâu, có đâu. Có mà, thôi nghe chị đi nha. Rồi, cảm ơn em nhiều. Thôi, được rồi, chị lấy như đây thôi. Nhớ, nghe lời chị, về nhà uống thuốc đầy đủ nha không? Không, mau hết không bệnh, bệnh. Cái tâm em tốt. Trời, cái tâm tốt lắm, cảm ơn nha. Ừ, trời, khổ ghê đây. Chị, không lấy hả? Không, như đây, được rồi, cảm ơn nha. Dạ. Chị về nha, ừ, rồi. Về đi cưng, về uống thuốc đi, chưa nắng lắm nha. Để bán cho cái bà này, tự nhiên cái bà chôm chôm nhảy vô phá hoại kế hoạch của mình. Chết rồi, bán được có 2 món làm sao lấy lòng được bà. Phải tặng hết nguyên đám này mới lấy lòng được bà chứ. Giờ phải làm sao đây trời? À, bây giờ mình phải triển khai
kế hoạch B. Yeah, chai mụ bệ đồ bán không. Yeah, chai mụ bệ đồ bán không. Bán không nhà ơi, nhà ơi, bán không. Trời ơi, chết rồi. Hồ có giết cái gì vậy? Chị ơi. À, chạy không xe vậy? Cái gì mà kỳ cục, tôi chạy rác bên lề mà. Chị có sao không? Ủa? Tay chân có bị gì không? Người quen nè. Ủa? Chị. Trời ơi. Ủa, bộ bán đồ hết rồi hả? Dạ. Dạ, dạ không có. Không ai mua hết trơn á. Chị cho người ta luôn hả? Không có, để đó, muốn lấy. Trời đất ơi, cho mày quăng giữa đường luôn, chắc cứng. Không, cái tầm tốt. Cái tầm bự quá hả? Trời ơi, tao tưởng nó ai giật đồ có bay hay gì, bay chạy gì dữ chị á. Cái bịch này là bịch gì? Cái chai không à, mấy cái lon nước ngọt là giấy dụng được không à? Lon nước ngọt. Hư hết rồi, bây giờ em đã làm hư hết rồi chị không ơi. Sao, không sao, nó không, hư không, chị không, mới mua á. Không, để em đền cho chị. Bây giờ khỏi đền. Một cái vỏ lon, bao nhiêu tiền em sẽ đền. Bán lại 200-300 đồng. Không. Bây giờ em sẽ đền cho chị một lon 50.000. Ở đó bao nhiêu lon? Lon 50.000. Ừ. Khỏi đền đi cha nội, tự nhiên đền cái mất công giống như không, tôi không, ăn dạ vậy. Không, bây giờ chị phải nhận cái tiền đền bù của em. Chị đợi, chị nhận không? Không chị nhận. Không nhận là em đập đầu vô cái cây á. Chị tin không? Được rồi. Chị làm như em làm lương tâm em cắn rồi. Rồi, chị sợ lắm. Mỗi lần em đòi đập đầu là chị sợ em nó tăng nữa. Thôi chị, được rồi. Chị rồi. Nhận tiền đền bù nha. Rồi, em đợi. Trong đó bao nhiêu lon? 100 lon không? Không, một lon 50.000, đưa 50.000 thì được rồi. Vậy. Không, em đền 100 lon là khoảng 5 triệu rồi đúng không chị? Tùy em thôi, tùy em tính. Trời ơi, còn hai cái ấm một cái bình. Chị dạ. Mới mua cái này chị thích lắm mà. Đúng rồi, chị mới mua cái em hư rồi chị mới mua. Khỏi mất công đền. Chị mua bao nhiêu vậy? Hồi nãy chị mua em 2.000, giờ em đền chị 1.000 thôi được rồi nha. Không, bây giờ em phải đền một cái 2 triệu. Em phải đền một cái 2 triệu bạc. Chị lấy không? Chị không lấy em đập đầu. Xe hư hết rồi. Không, nó bình thường, nó còn chạy được thì đỡ lên nó chạy được. Không, chiếc xe này là xe xịn, em đã lỡ làm hư rồi. Bây giờ em phải đền cho chị bao nhiêu đây, trời ơi. Xịn cái gì, trời ơi. Cái này tôi mua xe cũ có 100.000 à. Chị giả bộ gì nói gì thôi, chứ em nhìn xe là nhìn hiểu em biết rồi. Xe này nhập từ bên Đức về đúng không? Xe này mắc lắm. Chiếc này chiếc mới là cả 100 triệu á. Có rẻ đâu. Em đền cho chị luôn. Rồi. Chị bớt cho em nha. Rồi. Đền. Em đền chị 100 thôi. 100 ngàn thôi. Không, em sẽ đền cho chị chiếc xe này phải 50 triệu. Em đền cái xe đạp của chị, chứ không phải cái xe của em đâu mà em đền 50 triệu. Trời đất ơi à. Không. Chị nhắc xe em mới nhớ. Cái gì vậy? Không hay. Chị lấy xe em đi. Chị lấy xe em đi. Thôi, em đền cho chị á. Cảm ơn em. Chị chạy xe đạp quen rồi, chị không biết chạy xe này. Thôi cảm ơn nghe. Thôi em phải đền cho chị mới được. Chị bây giờ chị không chạy xe này phải không? Không, bây giờ em ứng tiền cho chị. Khỏi, từ. Không, chị, em ứng tiền. Không. Thôi chết. Em quên đem tiền. Thôi vậy thôi, đi lúc khác đi nha, lúc khác đi nha. Thôi bây giờ em đặt cọc cho chị đi. Nghe rồi, chị sẽ nhận cái tiền đền bù đó của em. Dạ. Nha. Em đừng có đòi đập đầu nữa. Dạ. Rồi từ từ em không cần đưa tiền mặt cũng được. Em cứ việc chuyển khoản qua cho chị nha. Chị có số tài khoản hả? Số tài khoản của chị là 01234567789 nha. Còn số thứ tự là em tự sắp giùm chị. Nghe chị nào, em chuyển khoản xong em alo gọi cho chị nha. Số chị VIP quá vậy. Rồi vậy hát em nha. Rồi chị chào em, chị cảm ơn em đã đền bù cho chị nha. Rồi cảm ơn em nhiều chị. Chị bảo trọng nha. Rồi chị bảo trọng hả? Chị cho em nói câu cuối. Rồi chị bây giờ chị hãy tận hưởng cái nghèo của mình đi, bởi vì cái giàu nó sẽ ập tới bất cứ lúc nào. Là bây giờ nghèo đúng, cố gắng tận hưởng đúng, để mai mốt cái giàu đúng ập vô mặt đỡ không kịp. Cảm ơn em nha. Quên. Sao chị? Em cũng phải cẩn thận. Em sao? Em tận hưởng cái giàu đi. Coi chừng cái nghèo á ấp vô mặt bất cứ. Em không nghèo đâu. Cẩn thận. Chị cẩn thận. Tưởng tôi khùng hả? Tôi đâu có bị khùng mà cho tiền cho bà.
Ta cũng phải tận hưởng những cái ngày nghèo còn lại của ta, bởi vì sao? Bởi vì ta cũng sắp giàu rồi. Ta sắp... Tôi quên lấy xe, xe mất xe. Ta sắp giàu rồi. Lẹ đi, suy nghĩ hoài. Từ từ chứ bà, trời ơi. Con ba. Con tám. Con gì? Heo. Đi con heo nè. Trời ơi, trời ơi, đất ơi, con heo ta để dành đi, tự nhiên ra chi để bị chặt. Ngu gì mà ngu dữ vậy bà nại. Lại con quỷ kia, lại mày dối tao ngu. Mày muốn chơi mày muốn xuống nước rồi ăn. Trời ơi bà ơi, cho nó xuống nước rồi ăn rồi ai chơi với tụi tôi. Đúng rồi. Rồi sao? Yeah, yeah, yeah. Rồi rồi rồi, con bốn tiếp. Con bốn, con năm. Cái gì? Heo. Ủa gì ai chặt heo hả? Heo hả? Có một chơi nữa rồi, sức mạnh. Mấy bạn chỉ mày mượn sao mình ra ngoài không quậy vậy hả? Dạ. Yeah. Bà ơi. Mày chặt ai là ngu gì mà ngu triền miên vậy trời. Bà coi cho bà coi điện thoại vô mặt mày nha. Vô tiếp đi bà ơi. Trời đất ơi. Cái gì vậy nè? Trời ơi, nhà này nổi loạn hay sao vậy? Quá trời quá đất rồi, bày đàn súng sụm vậy đó. Mở ra tệ nạn xã hội. Trời ơi, mở sòng bài ở đây rồi hả? Hèn chi, bên nhà kia cái camera nó quay qua đây. Ông chủ thấy cái gì mà bày đàn súm sụm ở bên này, kêu tôi qua đây kiểm tra. Thì ra, đánh bài ăn tiền. Tiền đâu? Tiền đâu? Trời ơi, nè, trời ơi, giấu đi. Hả? Mấy người giấu hả? Giấu gì đâu? Để giờ tôi xong nè. Vô tôi lột đồ ra, tôi coi có giấu tiền ở đâu. Còn cái con này nữa, trời đất ơi. Nhiệm vụ mày trong nhà này làm cái gì? Hả? Mày là đại tớ mà, mày ngồi lên bộ salon anh. Ngồi xuống. Thì con đang ngồi xuống nè. Ngồi xuống dưới đất á. Trả chèo hả mày? Hả? Quá trời quá đất rồi. Mợ ơi mợ, sao mợ làm chuyện gì kỳ cục vậy? Hả? Ông mà biết được á là mợ trả lời với ông như thế nào? Hả? Dẹp hết. Đánh bạc tiền. Trời ơi. Không ăn tiền cho ăn cái gì? Người ta giải trí mà. Giải trí hả? Thiếu cha gì cách để giải trí. Bây giờ tuyên bố nha, không có đánh bài nữa. Tịch thu bộ bài. Nếu còn tái phạm, tôi mời ông qua đây đó. Thấy ghét dễ sợ không? Chưa còn bộ nào mày chứ? Còn bộ nào á? Lấy một cái ra mà khô máu lần nữa nha. Khô máu lần nữa nha. Khô. Giấu gì? Tôi tiến thẳng lên nhà bà đó. Bà bỏ ra tôi tiến thẳng lên nhà bà đi. Còn bộ nữa đúng không? Còn bộ nữa đi. Khô máu lần hai nè. Trời ơi. Còn cái gì nữa đó? À, cái nhà bà nè. Hết rồi. Bà còn tiến thẳng lên nhà bà. Hết rồi. Sao bà dễ dụ quá, dụ mấy nó là quăng cái lô đi. Tuyên bố. Còn đánh bài là tôi cho xe chở bộ đồ salon này đi đó. Không có chỗ đâu để mà ngồi đó. Băng ra đường, mua ta mua bộ bài liền. Quyết định gì đi. Lấy tiền nè. Dạ thôi con có tiền. Mua mấy bộ luôn đi. Sao mà đánh bài nhà bà khổ quá vậy? Trời ơi, bị mất hết tiền nữa. Huyền suy nghĩ nè. Không chơi ở đây nữa. Chơi ở đây á, người ta dòm ngó tùm lum hết á. Bực bội ghê. Còn bây giờ đi qua nhà bạn tôi đi. Không. Sát phạt nhau luôn. Đã vậy thiệt không? Kính đáo lắm. Đỉnh của đỉnh nha. Đi. Sao? Thắng hay thua? Nhìn hình đoán chữ. Tục ngữ nói quả thiệt là không sai. Cãi thầy thì núi đè. Mang một đống nợ về nhà rồi ngồi khóc. Ôi, phải nói là lúc đầu bà ăn rất là nhiều luôn á. Dán nào bà cũng ăn hết trơn á. Tự nhiên tham chi của thâm nè. Giờ thu hết tiền rồi vàng vòng mất hết đã vậy. Còn mất đống nợ. Trời đất ơi. Chiếc nhẫn 30 triệu của con đâu? Nhẫn nào của mày? Nhẫn của bà, nhưng mà con mé cái nhẫn này lâu rồi. Cái nhẫn này là bà nói mà cho con mà. Rồi còn cái vòng đâu? Mất chiếc nhẫn rồi bây giờ mất luôn cái vòng hết trời. Thì tao tính lấy chiếc vòng, tao gửi chiếc nhẫn cho mày. Ai dè, mất luôn những gì đang có. Trời đất ơi. Ngu gì mà ngu dữ vậy trời. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đánh bài dở á thì phải đi cặp đi kè với con. Ra ngoài đụng lỡ hai người mới lại chơi lại với bốn người. Đã vậy rồi hả, còn bây giờ về than khóc than trời.
Bà bị bắt bao nhiêu lần mà bà chưa sợ nữa hả bà? Tại tao ghiền quýnh bài quá biết sao giờ. Mà con nói với bà nghe nè, bà cầm chiếc nhẫn 30 triệu đó mà đi ra ngoài mấy bà đó, con nói thiệt với bà không nhục mới lạ luôn á. Mấy bà sẽ phát hiện ra là à, nó mua chiếc nhẫn này có 30 triệu mà nó dám kê lên tới 100 triệu. Ồ ha, tao quên cái vụ đó nữa. Chưa kể nha, bà đánh bài thua mai mốt bà đem đồ trong nhà gia đình này bà đem bà cầm hết. Rồi con đi đâu? Con ra ngoài đường con ở. Có phải con khổ không? Rồi chưa kể nha, chưa kể con ra đường con ở xong con phải ôm một số tiền của con dành dụm được. Con nuôi bà về làm gì? Về làm ô xin cho con trả tiền cho bà. Có phải con khổ không? Tuyển người giúp việc à, cái nhà này bự được ha. Ai nhấn chuông kìa, ra mở cửa đi. Bả thua bài thì mình không tức, mà tức cái là bả thua số tiền quá lớn. Mà số tiền đó cho mình ngon biết mấy. Cửa nó bị làm sao á, bà gịch hoài mà nó không ra. Xây nguyên cái cửa tự động, cái nút tự động mở cửa chứ chi. Mà cái nút nó ở đâu? Cái nút nó ở đây nè. Mà con nói cho bà, con nói thiệt á, từ khi mà xây cái cửa xong á, ông bà bắt con đi mở cửa miết. Không bao giờ ông bà tự động đi mở cửa. Đụng lỡ mày mốt trái nhà rồi biết đường đâu mà chạy. Bây giờ nè, cái chìa khóa nè, mở cửa đi. Ủa mà bấm nút nào con? Đây nè. Ủa mà sao con cầm con chưa bấm? Bà tập bắn đi cho quen. Từ nãy bà thấy bà hơi hiền với con ha. Tao mới thu gì đó, tao chưa có nghèo mà. Nhà tao chưa có cháy. Mày chưa làm chủ của tao. Bà này con hay quá à. Con chỉ bà thôi. Chỉ gì, muốn làm chủ hả? Kỹ năng sống. Đụng lỡ mai mốt nhà cháy còn biết đường hai vợ chồng chạy ra, chứ không hai vợ chồng chết cháy trong đây thì sao. Mày hay quá à, ra mở cửa mày. Dạ, đưa chìa khóa để con mở. Con đi nha bà. Riết rồi muốn chèo đầu cổ tao ngồi vậy hả? Trời ơi, cửa mở mà kêu như robot vậy trời. Nhà của người ngoài hành tinh hả? Ôi, tôi hết hồn à. Tráng sĩ đi đâu vợ? Tới trẻ quá, em tới giúp em nè. Tráng sĩ vô đây giúp em cái gì vợ? Thì cần gì giúp cho. À, ôi da, nắng quá. Cô sao không vậy? Trời đất ơi, thấy gái đẹp mà cũng không biết đỡ luôn hả? Rồi cô thông cảm đi cô, tại vì cô là... Tới giúp nè. Giúp gì? Cần gì là giúp á. Lại giúp cái gì mới được chứ trời. Giúp việc nè. Đây là tuyển người giúp việc, tôi tới giúp việc. Ủa, vậy là đến đây để đi làm ở đỡ hả? Sao nãy lúc đầu không nói luôn đi. Thì đó, lúc đầu nói rồi đó, giúp đó, tới giúp đó, giúp công việc nhà đó. Vậy là tới đây ở đỡ đúng không? Tới giúp việc. Thì ở đỡ. Tôi nói tôi tới tôi giúp việc. Cái thằng này nó lì quá ta. Thì ở đợ là giúp việc đó trời. Ủa giống nhau hả? Y chang à. Sao từ kia nghe nặng nề, nghe ở đợ nghe nặng nề vậy? Giúp việc là vô giúp công việc thôi. Nhiều chuyện quá, y chang nhau à. Không có khác chỗ nào hết trơn á. Ở đợ giúp việc, ở đợ giúp việc. Y chang. Ủa giống nhau. Y chang. Rồi thôi cũng được. Rồi sao bây giờ là anh giúp việc đúng không? Dạ đúng rồi. Đi vô chồng, rồi tôi sắp xếp công việc cho. Rồi xong rồi được thì tôi quyết định. Tôi ủa không có gặp bà chủ hả cô? Chủ nè. Ủa cô là chủ hả? Tôi là chủ nè. Tại thấy cô mê chắc thấy cô trẻ quá cái không có nghĩ được là già giàu có quá. Tôi chủ á, đúng là thiếu hiểu biết mà dễ chết lắm nha. Dạ thôi đi vô đi, rồi coi công việc nào được á tôi quyết định. Rồi yên tâm, tôi giỏi lắm, nói cái gì là tôi làm được cái đó hết á. Ai đây? Ba tới xin việc. Ủa, nhà này có đời là tuyển nam đâu mà dắt vô làm việc. Vậy ra tháo cái bảng xuống, tháo
chữ người xuống, bỏ chữ nữ lên. Vậy thì đàn ông khỏi vô xin việc. Nói bao nhiêu lần rồi, mình là dân làm ăn, mình làm cái gì mình cũng phải tính toán hết biết chưa. Mà tôi nói nghe nè, kêu đàn ông vô có sao đâu. Người ta giúp việc, người ta vinh được đồ nặng, đồ nhẹ người ta cũng vinh được hết. Đỡ cực, hiểu không? Được thì nhận cũng được thôi, chứ làm gì khó khăn với người ta dữ vậy. Dạ. Của ai vậy cô? Bà ở nhà tôi đó, tôi nói cho anh nghe, nhà tôi hả, có đồ ăn cho bà ăn nhiều quá, bởi vậy nhìn bà giống mấy quái thú cho phim hình Disney. Không mướn gì tôi tốn cơm vậy, mướn tôi làm đó. Bậy nè, mấy người như vậy mới được việc á, với lại mai mốt anh làm việc chung với bà đó, bởi vì anh có được nhận hay không mà phụ thuộc vô bà đó. Bà mà làm không được việc tôi triệt lâu rồi. Thôi đi, mệt quá. Ai từng nói với tôi là chỗ ba người mà hai người nói chuyện riêng, mày nói nhỏ với nhau là mất lịch sự hả? Ủa làm được việc không mà xin vô làm việc? Được chứ cô. Thôi tôi vậy chứ tôi khỏe lắm á. Trời ơi, nhìn tướng vậy làm được vậy? Gì vậy, gì vậy, gì vậy? Wow. Tập tạ cho cô biết tôi khỏe như thế nào. Được chưa chứ tôi mỏi quá. Trời ơi, nhìn nhỏ vậy mà có vỏ. Chưa được. Dạ cô chủ ơi, tôi làm xong hết việc rồi đó. Dạ. Ê, gì vậy? Dạ. Đứng đi. Dơ dơ. Chết cha, tôi quên. Xin lỗi cô ha. Lỡ đụng vô cái dơ cái này cái là bán nhà đền kịp luôn á. Quên. Mà chuyện tôi dặn anh làm xong hết rồi đúng không? Đúng rồi. Cô dặn tôi là mới hồi sáng là sắp mấy cái chậu cây vô cho gọn, rồi cái giờ lôi ra đốt. Mà sao nhà cô rảnh vậy cô? Những cái dọn vô rồi đem ra đốt. Mà mấy cái cây đó đẹp quá trời sao? Dao mà. Dao là làm được hết á. Dao là cô muốn đốt gì cô đốt luôn hả cô? Ừ. Hôm nào có khi nào cô tự cô đốt nhà cô luôn không? Trời ơi, chú Duyên dễ sợ luôn trời. Ủa cô, mà sao nhà thấy có mình cô vậy? Có mình tôi làm à? Cái cô người làm đồ á, sao không thấy cổ phụ gì giúp gì hả cô hả? Tôi cho bà ốp rồi. Bà ốp ở đây bà đi chơi với mấy bà hàng xóm á. Mà tôi nói cho anh nghe, tôi là một người rất là khác. Tôi có một cái tấm lòng rất là hảo tâm. Tôi thấy bà già yếu quá, tôi cho bà nghỉ xa hơi rồi. Còn anh nữa, nghỉ đi rồi lát hồi làm tiếp, tôi giao nhiệm vụ cho làm. Tôi cũng có chế độ nghỉ giải lao nữa hả cô? Cái đó là quyền của bà ở, bà quyết định. Dạ. Tại vì tôi giao cái quyền ô sinh cho bà rồi, tôi là tôi quản lý bà thôi. Nghỉ xong chưa? Đi làm tiếp đi nha. Tôi chưa có ngồi xuống luôn, tôi chưa nghỉ miếng nào luôn á. Thì tôi nói chuyện với anh coi như là nghỉ rồi đó. Thôi, nghỉ vô đó được rồi, đừng nghỉ nhiều quá mệt lắm. Đi lên làm với tôi, đi lên trên lầu làm. Dạ. Anh gì ơi, rửa tay xong chưa, lên đây tôi giao nhiệm vụ nè, nhanh lên. Dạ cô ơi, nãy tại làm mà mấy cái chậu cây dơ quá. Tôi mới rửa tay xong. Ê, làm gì mà thất thần quá vậy? Cô ơi, gì? Tôi lạc vô một cái tòa lâu đài nào à? Lâu đài đâu, lâu đài phòng của ba má tôi á. Trời ơi, nãy mới đi toilet mà giật mình một lần rồi. Nó còn bự hơn cái nhà tôi nữa. Bây giờ vô đây kêu cái phòng, chỗ này phải bằng nửa cái xóm của tôi luôn á. Thôi, chắc cái xóm của anh nó nhỏ lắm ha. Đúng rồi, nhà gì mà giàu dữ vậy cô? Thường thôi à, bình thường thôi, sương sương thôi chứ không có giàu lắm. Cô ơi. Cái gì? Tôi nói cô đừng buồn. Sao? Tôi lỡ đứng trên giường nhà cô rồi. Trời đất ơi, nó êm chân gì đâu. Công nghệ bây giờ nó ép cái giường còn mỏng te vậy đó hả cô? Trời ơi. Cô ơi. Gì vậy? Cô cho phép tôi nằm thử nó một lần nha. Có chết tôi cũng mãn nguyện. Xin phép cô. Trời ơi, nó êm. Trời ơi, êm quá. Êm quá, trời ơi. Vậy dậy đi ông nội, trời đất ơi, cái này đâu phải cái giường. Cái này là cái thảm chùi chân đây nè. Cô để chùi chân thôi đó hả? Ừ. Trời ơi,
quê gì mà quê thấy sợ luôn à. Cô ơi, nói thiệt nha. Vậy 21 xài mà vài chục năm nữa đó. Ừ, lúc đó tôi mà còn sống nhớ kêu tôi mua cái tấm này về cho gia đình tôi nằm nha cô. Trời đất ơi, anh nhìn trong cái nhà này đi, cái nào giá trị là đều bị cầm hết rồi đó. Tôi nói anh nghe, mai mốt mấy cái này á mà không xài nữa tôi đem tôi cho anh luôn, chứ tôi không có bán cho anh đâu. Dạ, cảm ơn cô. Thấy tôi tốt không? Ừ, mà tôi nói cho anh nghe nè, lát hồi á là anh đem dài với lại đem ra nệm chăn gối đem đi giặt. Dạ. Giặt liền. Giặt mền gối cho chăn nệm. Ừ, còn dài đem trà. Đem trà. Dạ, rồi trà dài. Ừ, giặt mình gói rồi cô yên tâm đi. Ừ, nhưng mà hồi nãy tôi thấy cái kệ dài cả đống đó rồi chà đôi nào cô? Thì thấy đôi nào dơ thì anh chà đôi đó. Ừ, nhưng mà nhớ là phơi cho kịp nắng nha, chứ không là để nó móc meo lên là hư đồ là ba tôi đánh anh chết á. Rồi cô yên tâm đi, cô đã giao cho tôi rồi. Ừ, chắc chắn là chiều nay cô sẽ rất hài lòng. Trong nhà giàu sướng thiệt chứ. Trời đất ơi, một người mà mở cái tủ dài ra một cái mấy chục đôi dài luôn, mà ông có hai cái cẳng à, đâu phải ba đầu sáu tay tám cẳng đâu mà mua dài chi dữ vậy trời. Toàn dài đẹp đẹp không á. Khoái đôi này dễ sợ. Dám ngủ chưa? Dám ngủ chưa? Ông thấy cảnh này đâu vậy? Em đuổi luôn. Cái chà, trời mang vô dơ của ổng nữa. Dài cho ông chủ nè cô. Tại sao anh lại đánh vậy? Dạ, tại tôi thấy dài nó dơ thì tôi đem ra tôi đánh. Anh dừng tay lại ngay. Nhanh. Dạ. Anh đang làm gì vậy? Anh có biết cái cây này là cái cây trà sân không? Anh đánh vô đôi giày rồi anh làm chầy xước cái vẻ bóng bẩy của đôi giày luôn. Tôi xin lỗi cô, tôi đi nguyên cái nhà này luôn, tôi tìm không có ra cái đồ đánh dài. Mà tôi thấy có cái bàn chải đánh răng của cô, chứ không lẽ tôi lấy tôi đánh dài thì đâu có được. Tôi lấy đỡ cái này. Trời ơi, anh tàn nhẫn quá. Anh có biết đôi giày này nó quý giá với ba tôi như thế nào không? Anh có biết giá trị của nó bao nhiêu không? Bao nhiêu mà dữ vậy cô? Bán tôi với anh qua Somalia còn không đủ mua nữa đó. Trời đất ơi, anh làm xước đôi giày rồi. Ba của tôi sẽ đưa anh vô tù. Gì vậy cô? Tôi đi đánh dài, tôi có đi đánh lộn rồi tiện bắt tôi ở tù. Ba tôi sẽ thưa anh vô cái tội là cố ý gây thương tích cho tài sản. Có cái luật đó nữa hả? Có luôn. Trời ơi, cái luật gì kỳ cục vậy? Cô ơi, cô có cách nào cô giúp được tôi không? Anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh. Nhưng mà chuyện này không được để lộ ra ngoài, biết chưa? Anh có đồng ý không? Dạ, đồng ý. Đồng ý đúng không? Dạ. Vậy thì kể từ giờ phút này, tôi kêu cái gì anh làm cái đó, tôi nói cái gì anh nghe theo cái đó. Ok. Ok luôn. Nhưng mà chuyện này nhớ là không được tiết lộ ra ngoài. Ký hợp đồng. Cô viết sẵn nào lẹ vậy? Ký là không có ở tù hả cô? Không có ở tù. Rồi. Làm nghề làm cho nhà giàu đúng là đáng sợ. Anh đang là người làm rồi
mà giờ còn phải ký vô cái hợp đồng nô lệ. Chết tôi rồi. Trời đất ơi, trước giờ tôi là người kỹ lưỡng, kỹ tính lắm. Tôi luôn dặn người ta đừng có ký tên bậy bạ. Ký bậy bạ vô cái này cái nọ là nhiều lúc người ta hại mình là chết. Bây giờ thấy tôi dại dột, tôi ký vô một cái hợp đồng nó còn hơn cả cái hợp đồng bán thân. Cái này là hợp đồng nô lệ, có nghĩa là sau này người ta sẽ coi tôi giống như là nô lệ vậy đó. Trời ơi, ngày xưa tôi tỏ ra là hay ho lắm, chỉ dạy còn nói ông Hải dạy dột cái ký vô cái hợp đồng kia chi. Bây giờ tôi ký còn ghê hơn. Ê mà không Ê, quý vị khán giả có nhớ không, ngày xưa ông Hải có ký vô một cái hợp đồng mà tới bây giờ ông vẫn chưa phải trả giá. Không phải không có đâu, tập tiếp theo nè ông Hải sẽ phải trả giá rất đắt hơn tôi nhiều. Và không biết trong tập tiếp theo này chị hai của tôi có kịp nhận lại ba của mình không? Tại vì cái hợp đồng mà ông Hải ký đã tới tay của ông Hà, và ông Hà tức tới mức lên tăng xong và nhập viện. Có khi nào chị tôi nhận lại ba mình không kịp không? Rồi cái khối tài sản đó đúng ra là của chị tôi, không biết có bị ông Hải ông chiếm đoạt luôn không? Quý vị hãy cùng với tôi đón coi sự việc xảy ra như thế nào nha.